mua hoặc quẹt nút bô. Kể nó mới xúc sao nó bức xúc bảo đụng mà nhiên tao làm hết mẹ mày ăn không đủ mà tao bỏ cho sáng vô đủ mẹ tao bỏ chất xám tao bỏ chất xám tao ngồi đủ suy nghĩ đủ đúng rồi, báo cái giá tao la báo cái mã tao la rồi vô cho chết đúng không đó là báo mã bây giờ báo mã tao la không nhưng mà mấy thằng kỹ thuật này cũng dở mấy ngày xưa em làm mấy thằng khôn lắm tức là nó biết thằng thu mua anh nó để cái giá cao cao lên nó gài bài spec vô nó bảo là bây giờ tao mày muốn mua thằng đó thôi dạng vậy nó thì ví dụ như cùng lắm nó hỏi là bên em bây giờ có support kỹ thuật hay không ok súng lắp chạy đúng được anh chạy anh ok trả hàng. Tại tụi này nó không biết sao tụi nó không chơi không nó chơi nó đập cho phát tụ thu mua mẹ lên mẹ bay ghế luôn chắc đang còn yếu. Thì
có em có sửa lại rồi, sửa sửa hai mục thứ nhất là chỗ cái PC9 với là PC8 đó. PC xin được, có gì đó, dạ.